Chào mừng mọi người đã đến với Luật sư X. Nếu như sau khi ly hôn, có rất nhiều người chọn quay trở lại với cuộc sống độc thân, thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều người lại tìm được bến đỗ mới cho riêng mình. Vậy thì theo quy định của pháp luật hiện nay, thì sau khoảng thời gian ly hôn là bao lâu thì sẽ được kết hôn với người mới? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lời giải đáp cho câu hỏi này trong video ngày hôm nay nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn. Đầu tiên, cho những ai chưa biết thì khi nào mối quan hệ hôn nhân vợ chồng được thực sự coi là chấm dứt? Có rất nhiều người thường hay lầm tưởng rằng là khi hai vợ chồng đã ly thân hoặc là khi cả hai đã cùng ký vào đơn ly dị thì lúc này mối quan hệ vợ chồng của họ đã chấm dứt. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải là như vậy. Nếu như khi mà bạn đăng ký kết hôn thì mối quan hệ vợ chồng hợp pháp sẽ được công nhận kể từ khi cả hai bên nam nữ cùng ký vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Thì ngược lại, đối với ly hôn là việc chấm dứt mối quan hệ vợ chồng, và theo đó thì mối quan hệ vợ chồng chỉ thực sự chấm dứt khi mà tòa án đã ra quyết định hay là bản án. Đối với ly hôn đơn phương thì lúc này tòa án sẽ ra bản án công nhận chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Còn ngược lại, đối với ly hôn thuận tình thì lúc này tòa án sẽ đưa ra quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng của hai bạn. Và ngoài ra còn có một trường hợp đặc biệt, đó chính là theo quy định tại điều 65 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì mối quan hệ vợ chồng được coi là chấm dứt kể từ khi tòa án công nhận người vợ hoặc là người chồng đã chết. Vậy thì sau khi ly hôn bao lâu thì sẽ được đăng ký kết hôn với người khác? Hiện nay theo quy định của pháp luật thì vẫn chưa có một quy định nào giới hạn về thời gian sau khi ly hôn bao lâu thì sẽ được đăng ký kết hôn với người khác. Mà như đã phân tích ở trên thì chỉ sau khi mà đã hoàn tất các thủ tục ly hôn, hai bên vợ chồng đã được tòa án đưa ra các quyết định và bản án công nhận chấm dứt mối quan hệ vợ chồng thì lúc này cả hai bên mới đủ điều kiện, cả hai bên lúc này mới có quyền đăng ký kết hôn với người khác. Và đồng thời hiện nay thì đối với ly hôn đơn phương hay là thuận tình ly hôn thì sẽ có thủ tục giải quyết là khác nhau. Chính vì vậy thì sẽ có thời gian giải quyết là khác nhau. Theo đó thì đối với ly hôn đơn phương, tức là một trong hai bên vợ chồng không thể thống nhất và không thể đi đến quyết định ly hôn một cách thuận lợi nhất. Chính vì vậy, thời gian để giải quyết ly hôn đơn phương thông thường ít thì cũng mất đến 5 tháng hoặc là có thể dài hơn. Và ngoài ra thì để có thể nhận được bản án của ly hôn đơn phương thì cũng mất tới là 10 ngày. Còn đối với thuận tình ly hôn, tức là việc cả hai bên vợ chồng thì đã thống nhất đi đến quyết định ly hôn và đã thống nhất thỏa thuận với nhau về quyền nuôi con hay là tài sản. Chính vì vậy thì thời gian giải quyết thuận tình ly hôn thì cũng kéo dài là ngắn hơn, thông thường là sẽ là từ 2 cho tới 3 tháng. Như vậy thì kể từ khi hoàn tất các thủ tục ly hôn và nhận được quyết định hay là bản án của tòa án công nhận chấm dứt mối quan hệ vợ chồng của hai bạn thì lúc này cả hai bên sẽ có quyền đi đăng ký kết hôn với người khác mà không phải giới hạn vào thời gian. Hy vọng rằng qua video ngày hôm nay đã giúp các bạn có thể giải đáp được các thắc mắc của mình. Nếu như có bất cứ câu hỏi nào, hãy để lại comment phía bên dưới để chúng mình cùng giải đáp nhé. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.